trong bối cảnh đầu tư hạ tầng chuyển đổi số báo chí còn hạn hẹp, gần như chưa có gì. Bước đầu chỉ tận dụng và tích hợp cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, phát thanh truyền hình sẵn có. Nhưng xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu để tồn tại và phát triển. Những năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai đã nỗ lực không ngừng nhằm thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trên các lĩnh vực nói chung và ngành báo chí, truyền thông nói riêng. Với quyết tâm chính trị và nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động, công tác chuyển đổi số báo chí của Đài bước đầu đạt những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, năm 2023, trong khi 63% cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình trong toàn quốc được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá là yếu kém, trong bảng đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí toàn quốc, thì Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai đạt mức trung bình. Qua hơn một năm chính thức công bố sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube, TikTok mang thương hiệu Truyền hình Gia Lai, việc sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của đài không chỉ bắt kịp xu thế truyền thông hiện đại mà còn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ thông tin, giải trí của người dân, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng. Hiện nay, ngoài không ít tin tức truyền hình, video clip phát trên các nền tảng số đạt trên triệu view, nhiều video clip còn vượt ra khỏi lãnh thổ quốc gia và ngày càng có nhiều khán giả ở các nước như Úc, Canada, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia tương tác. Với độ phủ sóng ngày càng rộng mở, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai ngày càng được các nhiều người dân theo dõi để cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số, chỉ cần có chiếc smartphone có kết nối mạng, mọi người có thể theo dõi, cập nhật các thông tin giải trí của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai ở mọi lúc, mọi nơi. Mình thì hay xem đài truyền hình Gia Lai, nhất là đài truyền hình và đài của như phát radio nữa, nhưng mà thấy là cái chương trình là rất là sôi động, bổ ích, phản ảnh cái tình hình địa phương nè, các trong nước và thế giới, thì thấy nó cũng đồng đều, mình rất thích xem, và nhất là qua cái mạng xã hội mà Zalo, Facebook rồi YouTube nhé, thì thấy mình theo dõi là mình thấy cũng rất nhanh. Truyền hình của Gia Lai thực sự mà nói là cũng rất nhiều tin để mà cho bà con nhân dân những thông tin là mình được biết, ví dụ như là về những cái thông tin về cái giao thông này, rồi những nhất là trong những cái dịp hè này cũng đã phổ biến về cái giáo dục về cái trẻ em đuối nước này, nói chung là các mặt bà con cũng hiểu được và để biết để ngăn chặn, với lại những cái chương trình mà lừa đảo qua trên mạng đấy trong cái thời gian gần đây là phải nói là thấy cũng rất là nhiều, nhưng bà con cũng biết được để mà phòng tránh. Là đài truyền hình Gia Lai á mà phát sóng hàng ngày mà chúng tôi xem trên mạng xã hội và điện thoại di động là rất là các cái nguồn tin và các thông tin xã hội đến với chúng tôi là rất là nhanh và rất là có hiệu quả. Chúng tôi cảm thấy là rất là hài lòng cái đài truyền hình Gia Lai đã phát sóng hàng giờ hàng ngày cho chúng tôi được hiểu biết thêm. Có thể nói những kết quả đạt được trong hành trình chuyển đổi số đã và đang tạo thêm những động lực và quyết tâm mới để đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai tiếp tục đồng lòng đồng sức nhằm tạo thêm những dấu ấn mới trong hành trình chuyển đổi số báo chí. Để thực hiện ngày càng tốt hơn sứ mệnh của mình, ngoài việc quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân lực số, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai cũng mong muốn các cấp ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng số, trang thiết bị công nghệ nhằm giúp đài tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện tốt các buổi live stream, những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao trên các nền tảng mạng xã hội của đài. Qua đó, xứng đáng là một trong những cơ quan thông tin thiết yếu của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí ngày càng cao của người dân, đồng thời tạo nền tảng để năm 2024 này, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai tiếp tục phấn đấu vươn lên đạt mức khá trong bảng đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.
Chúng tôi đã tổ chức được rất là nhiều những chương trình live stream, các sự kiện văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao để phục vụ cho khán giả không chỉ trong tỉnh, ngoài tỉnh mà cả vượt ra khỏi biên giới của Việt Nam. Các cái chương trình này có những chương trình là quy mô ở toàn quốc hoặc là khu vực, và rất nhiều chương trình được tổ chức với quy mô bài bản và rất là chuyên nghiệp. Và điều rất là đáng mừng và chúng tôi cảm thấy tự hào đó là các sản phẩm này đang được công chúng, được khán giả đón nhận rất là nồng nhiệt qua cái lượt view của từng chương trình và cái độ tương tác phản hồi của khán giả. Và để làm được tốt hơn cái vai trò là chuyển đổi số trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian tới thì Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai vẫn đã và đang tập trung để nghiên cứu đầu tư hơn nữa để khai thác tốt cái nền tảng mạng xã hội trong thời gian tới. Xem sự kiện văn trực tiếp livestream của đài truyền hình thì em cảm thấy được rằng nội dung nó rất hay, và đặc biệt hơn là những hình ảnh và âm thanh của rất sắc nét, giúp em có thể giống như là sống trong một cái sự kiện ở hiện tại. Với khẩu hiệu hành động kết nối để thành công, chúng tôi luôn bên bạn. Những thông tin, sự kiện, video clip được đăng tải trên website gialaitv.vn và các nền tảng mạng xã hội mang thương hiệu Truyền hình Gia Lai đã và đang trở thành kênh thông tin nhanh nhạy, bổ ích, sinh động, được các tầng lớp khán giả theo dõi hàng ngày, hàng giờ. Với những gì đã và sẽ phấn đấu làm được, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai hy vọng tiếp tục là địa chỉ được tỉnh và các đối tác là các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp xa gần lựa chọn để thực hiện các chương trình thời sự, chính trị xã hội, quốc phòng an ninh, kinh tế xã hội, văn hóa nghệ thuật, quảng bá sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, có độ tương tác lớn, lan tỏa những giá trị và năng lượng tích cực cho xã hội. Qua đó đem đến nhiều trải nghiệm cho độc giả, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế.